do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do a do a do. Ông ngồi lột tôm rồi đút cho bà ăn, gặp đúng người cả đời sẽ hạnh phúc. Gần đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video khi cụ bà đang nói chuyện với một người bạn. Cụ ông ngồi im lặng lột tôm rồi đút cho cụ bà. Ông chăm bà giống như chăm em bé vậy. Bất giác quay lại, ánh mắt tình cảm của hai cụ dành cho nhau không nói thành lời. Cụ bà cầm lấy con tôm đã được lột vỏ. Có lẽ trong lòng hạnh phúc đang trào dâng. Thế mới biết, đàn ông khi cưới vợ thường sẽ chọn người mình yêu. Còn phụ nữ khi kết hôn thì nên nhớ rằng chọn người yêu mình, cả đời sẽ được hạnh phúc. Cư dân mạng cũng vui lây sau khi xem video và đã để lại bình luận như sau. Ông bà có tình cảm với nhau thật nồng nàn và ấm áp. Gặp đúng người, cả đời sẽ hạnh phúc. Thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Tuổi tác không phải là vấn đề, cụ ông và cụ bà vẫn dành cho nhau những tình thương hết mình. Hai ông bà chắc lúc trẻ yêu thương nhau lắm, yêu thương không đợi tuổi già. Chúc ông bà luôn khỏe mạnh nha. Các bạn có ý kiến gì về đoạn clip này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất bạn nhé.